Tổ hợp truyền thông Hoàng gia, chuyên gia tạo lập thương hiệu dẫn đầu. Mong muốn áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất và kinh doanh nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, tôi ấp ủ về một nhà máy, một thương hiệu sơn của riêng mình. Là dân kỹ thuật nhưng tôi lại mê kinh doanh từ nhỏ và bén duyên với nghề bảo hiểm. Nhờ chịu khó nên tạo dựng nhiều mối quan hệ có mức thu nhập cao. Có được nền tảng đó, tôi bắt đầu quan tâm đầu tư sang nhiều lĩnh vực khác. Năm 2014, bên cạnh kinh doanh bảo hiểm, tôi nhận làm tổng thầu cho một hãng sơn được tại khu vực miền Trung, chịu trách nhiệm hoàn toàn từ khâu sản phẩm đến phân phối ra thị trường. Hào hứng dần thân, càng làm tôi càng say mê, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đối với chất lượng sơn thì công nghệ và quy trình sản xuất sơn vô cùng quan trọng. Vậy nhưng hãng sơn tôi làm chưa áp dụng công nghệ và quy trình hiện đại vào sản xuất và kinh doanh. Các cơ sở sản xuất máy móc còn thô sơ, lạc hậu, vẫn định lượng theo dạng thủ công, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và thái độ làm việc của thợ nên rất khó kiểm soát chất lượng. Hơn nữa, sơn có đến hàng ngàn màu sắc, chúng tôi vẫn phải để khách hàng lựa chọn bằng phương pháp thủ công. Càng lăn lộn thị trường, tôi càng nhận ra nếu không đầu tư công nghệ dây chuyền sản xuất, không nâng cao được chất lượng và dịch vụ sẽ khó cạnh tranh và mở rộng thị trường. Thấm thía vấn đề, năm 2016, tôi đề xuất tổng công ty nơi tôi phụ trách để đầu tư công nghệ và dây chuyền tiên tiến, áp dụng số hóa, cải tiến toàn diện trong sản xuất lẫn kinh doanh. Tiếc thay, những ý kiến đó không được ban lãnh đạo quan tâm ghi nhận. Không nản, tôi tiếp tục nghiên cứu rồi hết sức từng sốt. Quay lưng với công nghệ là thực trạng phổ biến của các hãng sơn trong nước. Thời đại 4.0 mà hầu hết các doanh nghiệp vẫn duy trì dây chuyền sản xuất đời cũ hay bán hàng theo phong cách truyền thống. Thực tế hiện trạng và tiềm năng thị trường đã dấy lên trong tôi khát vọng xây dựng nhà máy thương hiệu sơn nước áp dụng công nghệ 4.0 của riêng mình. Nung nấu quyết tâm, tôi bắt tay vào xây dựng kế hoạch cho tương lai. Từ biết mình chưa đủ lực, tôi dồn hết sức lực tập trung kinh doanh vào chi nhánh sơn hiện đại của mình nhằm đẩy mạnh doanh thu, tăng tích lũy lợi nhuận cho kế hoạch trong mơ của mình. Vậy mà trở thế thay, càng cố, công cuộc kinh doanh của tôi lại càng tuột dốc. Do chất lượng sản phẩm và dịch vụ bán hàng không ổn định, chúng tôi liên tiếp nhận đơn khiếu nại từ khách hàng đủ mọi vấn đề. Sơn lên màu không đều, màu không đúng đơn hàng, dịch vụ vận chuyển đang còn hạn chế, bề mặt công trình bong tróc, xuống cấp nhanh, nhiều khách hàng bức xúc, yêu cầu chúng tôi đền bù thiệt hại. Dù đã nỗ lực khắc phục cho khách hàng, song chúng tôi cũng không giữ chân được khách hàng ở lại lâu với chúng tôi. Một lượng khách hàng lớn đã chuyển sang ngân hàng khác, một số khách hàng đã nghỉ kinh doanh. Sức tiêu thụ giảm mạnh, nhiều tháng trời doanh số lẹt đẹt. Tôi đau đầu nhìn số hàng tồn đang chập chất trong kho. Không bán được hàng, không giải quyết được công nợ, nhân sự kéo nhau nghỉ việc, mọi việc ùn ứ, bế tắc. Uy tín của tôi gây dựng suốt nhiều năm tại thị trường miền Trung giảm sút nghiêm trọng. Chật vật xoay sở, kinh doanh không tiến triển. Nhiều người khuyên tôi nên dứt khỏi ngành sơn, tập trung kinh doanh bảo hiểm là đã đủ ấm no. Nhưng tôi nào có thể để trôi tâm huyết bấy lâu nay. Khát vọng cho ra đời một thương hiệu và nhà máy sản xuất sơn áp dụng công nghệ 4.0 như ngọn lửa âm ỉ cháy trong tôi. Chào mừng các bạn đến với chương trình CEO Chìa khóa thành công, những câu chuyện thật của Đài truyền hình Việt Nam. Và tôi là Robert Trần, Giám đốc điều hành của tập đoàn tư vấn chiến lược RBNC từ New York. Các bạn cũng biết là rất là nhiều doanh nghiệp SME, cả luôn doanh nghiệp lớn ở thị trường Việt Nam, khi họ thành công ở bên thương mại và họ tự cho rằng là khi chuyển qua một cái lĩnh vực khác là sản xuất, hiển nhiên là họ thành công. Nhưng câu chuyện không phải đơn giản như vậy. Và câu chuyện của ngày hôm nay, nhân vật chính của chúng ta sẽ chia sẻ sự thất bại khi chuyển qua một ngành khác và anh đã vượt qua như thế nào. Trước khi chúng ta đi đến những phần kế tiếp, mời đến trường quay là một vị khách mời trong bàn chọn CEO. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Quốc Việt,
Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn EcoPark. Xin trân trọng giới thiệu ông Mai Văn Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế AIG. Và mời đến trường quay là ba CEO của câu lạc bộ CEO Chìa khóa Thành công. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thời trang Nam Biluxury. Ông Dương Văn Hợi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Du lịch Anh Đạt. Ông Đào Ngọc Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ An Mỹ. Cảm ơn các anh đã tham gia với phần của CEO đồng hành. Nếu đặt các anh trong cái tình huống thấy cái người đi trước là như vậy và bây giờ tôi phải thay đổi và tôi làm mới nhưng chưa chắc cái thị trường nó đã chấp nhận, thì trong tình huống này các anh sẽ xử lý như thế nào ạ? Cái model gọi là sa bàn kinh doanh mà áp dụng trên thế giới thì nó chia ra làm 3 khu vực. Đầu tiên là khu vực sản xuất, hai là khu vực thương hiệu và sáng tạo. Và khu vực thứ 3 đó là khu vực phân phối và bán hàng. Thì em thấy rằng là CEO của chúng ta đang nằm ở khu vực thứ 3, đó là phân phối, chủ yếu là bán hàng. Nhưng mà với một cái khát khao là muốn dịch chuyển sang làm thương hiệu và sản xuất thì em nghĩ rằng đây là một cái cú dịch chuyển tương đối là khó khăn. Nếu mà bản thân em thì chắc chắn rằng em sẽ cấu trúc ở một cái công ty gọi là công ty bán hàng, là công ty phân phối. Thì cái công ty phân phối này nó phải thật mạnh để chiếm được cái thị trường miền Trung. Và đồng thời là mình cấu trúc làm sao là không chỉ là cái nhãn sơn mình đang phân phối và mình có thể là đa dạng các nhãn hiệu khác để làm sao mình là ông chủ phân phối của thị trường miền Trung, để làm sao mình làm chủ được cái vấn đề bán hàng ra và làm chủ được cái dòng tiền. Phải có dòng tiền và cái công ty này nó chắc rồi. Từ đó thì với cái khát khao của mình là muốn sở hữu một nhãn hiệu riêng để cập nhật quá trình 4.0 thì lúc đấy thì mình sẽ bắt đầu dịch chuyển dần. Tại thì... sao mình phải dịch chuyển mà mình không làm nó độc lập nhau? Công nghệ 4.0 là gì ạ? Nó là tự động hóa. Nó là máy móc thay thế con người. Thế thì để mà làm được về cái điều đó thì thứ nhất là cái đầu ra của anh thứ nhất phải ổn định. Cái thứ hai, khi anh lập trình được cái 4.0 ấy thì cái sản xuất khối lượng của nó rất là nhiều. Chứ nó không thể ít được. Thế thì theo tôi cái quan điểm là ban đầu để anh dịch chuyển ấy, thì anh không dịch chuyển hết mà anh dịch chuyển lên là số hóa từng phần. Ví dụ trong sơn thì tôi chỉ biết được phần là có thể anh đầu tiên anh kiểm tra cái nguyên liệu đầu vào là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa là cái công đoạn pha chế, nếu tôi không nhầm, đó là hai cái điều mà theo tôi thì anh nên điều chỉnh. Đấy là hai cái đầu tiên để áp dụng vào cái công nghệ 4.0 của riêng mình. Khi mới bước sang một cái công nghệ 4.0 được ngành mới, hoàn toàn mới so với trước, quan điểm của tôi thì là cho khách hàng tiếp cận công nghệ 4.0 đã. Để cho những đại lý hiểu về 4.0, hiểu về sơn chất lượng như thế nào. Để mình đưa ra cái gì, đưa ra những cái đại lý thật sự uy tín với mình và những đại lý hiểu mình và tiếp những đại lý ấy tiếp cận khách hàng để cho mình sao để quảng cáo được cái hãng sơn của mình và quảng cáo được cái công nghệ 4.0 mình khác biệt so với công nghệ cũ như thế nào. Chưa chắc mình đưa công nghệ mới vào nó đã phù hợp trong cái thời điểm đó. Thì theo các anh, quan điểm của các anh về trong cái việc này như thế nào? Theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì thật sự là công nghệ 4.0 ấy thì mới đang bùng nổ. Đấy, khi mà áp dụng ấy, thì là rất là thuận tiện cho mình. Vì sao tất cả các trang quảng cáo bây giờ cũng đều dùng công nghệ hết. Thời điểm mà CEO áp dụng công nghệ 4.0 ấy, ở Việt Nam lúc ấy vẫn còn rất là mới. Rất nhiều công ty sơn lớn chưa chắc đã áp dụng công nghệ đó. Theo tôi biết, nếu mà anh mà làm một cái tiên phong trong lĩnh vực đấy mà anh thành công thì chắc chắn là anh sẽ dẫn đầu được cái thị trường về riêng về cái ngành sơn này. Anh Tùng thì sao? Anh có nghĩ rằng là tôi đầu tư như vậy là một cái cực kỳ mạo hiểm và có thể là thất bại luôn? Theo em thì cái vấn đề của CEO ở đây là phải nắm được cái data khách hàng và cái mong muốn của khách hàng về một cái sản phẩm mà kỳ vọng hơn cái sản phẩm mình đang phân phối. Cái điều này là cái key quan trọng nhất để mình dịch chuyển. Có làm 4.0 không thì nó đúng cái nhu cầu đấy thì tôi nghĩ là nó có thể thành công. Bây giờ quên hết chúng ta làm CEO đi, quên hết chúng ta là chủ của doanh nghiệp đi. Tôi đặt các anh vào trong cái vị trí là một người khách hàng. Bây giờ các anh chị cần phải đi mua sản phẩm về sơn thì mong đợi của anh là gì? Góc độ khách hàng thì chắc chắn là về chất lượng sản phẩm rồi. Cụ thể của cái chất lượng nó là cái gì? Thứ nhất là cái độ bền màu và chống bám bụi. Khi mà dùng sơn ấy thì ai cũng vậy thôi. Thứ nhất là cái màu nó phải đồng màu. Thứ hai là cái chất lượng. Bây giờ tôi thấy các loại sơn ấy thì có sơn chống thấm này, sơn chống ẩm này. Đấy, cái đó rất tốt. Đồng quan điểm với hai anh, đấy là cái chất liệu của sản phẩm lên hàng đầu. Nhưng cái tối quan trọng để mà anh chiếm lĩnh thị trường đấy chính là cái niềm tin của khách hàng. Bây giờ chúng ta đi ngược như thế này. Nếu mà làm một cái độ bền màu, một cái sự đồng nhất, đó là mong đợi từ phía khách hàng. Là với mong đợi đó
thì chúng ta dịch ngược nó lại, chúng ta decode ngược nó lại vào trong cái khâu sản xuất đó, thì chúng ta nên làm cái gì để mà chúng ta đạt được cái mong đợi của khách hàng? Đứng trên quan điểm của nhà sản xuất cũng như mà bán hàng, tôi luôn luôn đặt mình vào vị trí của người mua hàng. Thế tôi sẽ hiểu được mong muốn của khách hàng là gì. Dựa vào đó thì rồi đưa ra cái quy trình sản xuất làm sao nó phù hợp nhất. Với anh phân phối thì nó khác, đúng không ạ? Với anh sản xuất nó sẽ khác. Đấy ạ, tôi luôn luôn đứng trên hai vai. Mình vừa là nhà phân phối và mình vừa là khách hàng. Dựa trên chia sẻ của anh Hiền thì anh Hợi với anh Tùng có nghĩ rằng là nếu anh là nhà sản xuất thì anh phải là người dẫn dắt thị trường hay cái người phân phối là người dẫn dắt thị trường? Bản chất của cái việc tiêu dùng bên là do nhà phân phối, bởi vì tôi cũng có một cái nhãn hiệu mà tôi, cái nhãn hiệu của tôi là cũng là tương đối là nổi tiếng, nhưng mà rất nhiều vùng mà chúng tôi không có mặt ở đó thì cái người tiêu dùng người ta không được trải nghiệm cái sản phẩm đó. Và tôi nhận thấy rằng là khách hàng người ta rất mong muốn, nhưng mà ở cái khu vực đấy người ta không có hàng phân phối, người ta vẫn bắt buộc phải dùng những sản phẩm kém chất lượng hơn. Thì tôi nghĩ rằng là cái phân phối nó đang chi phối người tiêu dùng. Thì bây giờ nếu chúng ta làm chủ được cái vấn đề phân phối, tôi nghĩ rằng là cũng điều hướng được cái vấn đề là khách hàng ở trong một cái vùng thì người ta dùng sơn, người ta không thể đi các vùng xa khác để mua, bởi chi phí vận chuyển, tất cả chi phí nó sẽ rất là cao. Chính vì vậy là phụ thuộc vào các nhà phân phối chính ở cái tỉnh đấy. Mình làm chủ ở phân phối là mình cũng là chiếm lĩnh được cái thị trường lớn. Bây giờ chúng ta đã đặt vị trí vào là khách hàng rồi, chúng ta quay ngược lại là vị trí là nhà sản xuất rồi. Vậy thì với câu chuyện này thì các anh sẽ phát triển doanh nghiệp này trong vòng 3 năm cho đến 5 năm tới như thế nào? Cái thứ nhất là anh về xử lý khủng hoảng, đúng không ạ? Cái thứ hai về ấp ủ một công nghệ, về một thương hiệu riêng của anh. Anh hoàn toàn, đây là cái thời điểm để anh bứt phá thoát khỏi cái kén của mình, để anh bay trên cái đôi cánh của mình mà anh ấp ủ bấy lâu nay. Cái thứ ba nữa là anh xử lý cái hàng tồn kho. Đấy là ba cái thời điểm anh cần phải làm. Xử lý khủng hoảng ở đây, cái lợi thế của anh là gì ạ? Cái lợi thế của anh là từ bảo hiểm. Phát triển anh tiến thêm, anh lấy được mối quan hệ là từ sự chịu khó của anh và mối quan hệ của anh, uy tín của anh. Thế đấy là chính là anh bán hàng bằng uy tín. Thế còn cái sản phẩm nó không liên quan, sản phẩm anh là phân phối chứ anh không sản xuất. Nếu đặt mình ở vị trí của CEO thì năm đầu tiên là tôi sẽ phải tái cấu trúc lại cái phân về vấn đề phân phối. Bởi vì hiện tại của vấn đề hàng tồn kho mình rất là nhiều, mình đang gặp khó khăn về dòng tiền. Thì cái việc đầu tiên phải đẩy hàng tồn kho, cấu trúc lại công ty phân phối để làm sao chiếm lĩnh thị trường phân phối, phải có tiền. Bước thứ hai là trong cái quá trình phủ thị trường, mình thấy rằng là khách hàng ở đây là đang mong muốn một cái sản phẩm tốt hơn và trên thị trường bây giờ đang chưa có, mà mình đã nghĩ tiên phong ở cái sản phẩm như vậy, thì năm thứ hai tôi sẽ bắt đầu xây dựng một cái team về nghiên cứu về một sản phẩm mới để bắt đầu ấp ủ cái quá trình bắt đầu chuẩn bị sản xuất ra một cái sản phẩm mới và nó có tính năng tốt hơn cho cái sản phẩm mình đang phân phối và đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng người ta đang mong muốn. Đến năm thứ ba, sau khi mà ra được một cái sản phẩm, một cái thị trường người ta chấp nhận rồi, thì tôi mới bắt đầu là dịch chuyển cái dòng tiền của mình. Tức nghĩa là cái công ty phân phối nó vẫn để nó hoạt động automatic. Cái công ty thứ hai là cái công ty liên quan đến sáng tạo, đến brand, là thương hiệu. Cái công ty này phải đòi hỏi về làm về marketing rất là khủng khiếp. Chính vì vậy là mình phải dồn tiền vào mình là brand. Thì năm thứ ba là năm mà chúng tôi sẽ dịch chuyển bớt tài chính của công ty phân phối kia sang cái công ty để làm sáng tạo và sản xuất. Ok, cảm ơn các anh rất là nhiều. Theo các bạn thì các bạn sẽ chọn giải pháp nào của CEO đồng hành ở đây? Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần CEO hành động. Quyết tâm của chúng tôi là áp dụng số hóa, đổi mới phương thức sản xuất và kinh doanh. Chỉ có như vậy chúng tôi mới cải thiện được chất lượng và giải quyết được nhất nhiều bài toán kinh doanh khác. Gây dựng một thương hiệu nhà máy sản xuất của riêng mình với dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại là tất yếu nếu muốn làm chủ chất lượng, làm chủ thị trường. Suy nghĩ kỹ càng và hạ quyết tâm, tôi bắt tay ngay vào công cuộc cải tổ. Tôi làm việc với đủ nhân sự, ổn định lại bộ máy và cắt cử ra hai nhóm. Một nhóm phụ trách kinh doanh tiếp tục làm việc với các đối tác sản xuất cũ, yêu cầu họ cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mặt khác, chúng tôi liên hệ với các nhà phân phối, các đại lý tại các địa phương để khơi thông, đẩy lượng hàng tồn ra thị trường. Một nhóm còn lại sẽ chuyên trách phần việc triển khai xây dựng nhà máy mới. Từng bước nỗ lực để thực hiện dự án lớn của mình, tôi huy động thêm nhiều nguồn vốn, tuyển dụng nhiều nhân sự để củng cố nguồn lực của mình. Đích thân tôi đã đến rất nhiều nhà máy trong và ngoài nước để tham quan, học hỏi, đồng thời đi khắp nơi để tìm kiếm đối tác cung ứng nhiên liệu, dây chuyền máy móc và các thiết bị. Song song đó, chúng tôi khảo sát lại thị trường nhằm nắm thật chắc nhu cầu của khách hàng.
sau một quá trình chuẩn bị kỹ càng, tôi chuyển giao phụ trách thị trường Sơn miền Trung được đây cho một cộng sự, thành lập công ty mới, đó là công ty cổ phần quốc tế AIG, và tiến hành khởi công xây dựng nhà máy mới VNMAX. Một chút trong kế hoạch của tôi là quy trình và công nghệ. Tôi dồn sức nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các đối tác để xây dựng phương án thích hợp. Chúng tôi nhất trí sẽ đưa quy trình và công nghệ một cách đồng bộ từ sản xuất đến bán hàng để tối ưu hóa sản xuất và tối ưu hóa lợi nhuận. Sau bao năm tâm huyết, mong đợi, nhà máy sản xuất sơn của chúng tôi đã chính thức đưa sản phẩm ra thị trường. Chúng tôi tự hào là đơn vị sản xuất tiên phong trong nước áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, quản lý, vận hành. Toàn nhà máy được tự động hóa xuyên suốt từ quản lý nhiên liệu đầu vào cho đến sản xuất, đặt hàng, chăm sóc khách hàng, cập nhật thông tin phản hồi. Chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển 16 chủng loại sơn với hơn 1.000 màu sắc đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng. Các sản phẩm đã được tích hợp bởi hệ thống quản lý theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 16/2017, Bộ Xây dựng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001/2015 khẳng định chất lượng vượt trội tại thị trường Việt Nam cũng như thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, chúng tôi đưa ứng dụng công nghệ app và web nhằm mục đích giúp khách hàng dễ dàng tương tác giao dịch với chúng tôi, tìm kiếm những thông tin, màu sắc, chất lượng, giá cả cho công trình của mình. Hiện nay, sản phẩm của chúng tôi đã có mặt và được chào đón tích cực khắp các tỉnh thành miền Trung. Trong năm 2020, công ty đặt mục tiêu phủ sóng toàn quốc và tiến tới chinh phục thị trường nước ngoài. Tôi hy vọng với sự đầu tư bài bản trong việc áp dụng công nghệ 4.0, đổi mới quy trình sản xuất, kinh doanh, thương hiệu Sơn VNMAX của tôi sẽ góp phần tạo ra những điểm sáng cho thương hiệu Sơn nước nhà. Sau khi chúng ta đã xem xong giải pháp của nhân vật chính, tiếp đây là bàn tròn CEO để thảo luận sâu hơn vào trong trường hợp này. Tôi thấy rất là thú vị và rất là tò mò, rất là nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu. Đầu tiên thì tôi nghĩ rằng anh làm phân phối, rồi anh làm RSM, anh quản lý, anh phân phối hàng. Vì tôi hiểu được rằng tư duy của anh là một cái tư duy của một người sale. Mà người sale là bắn mà, thiếu tiền mà. Thế anh bao giờ chưa mua nguyên vật liệu, anh chưa trả công cho công nhân, anh chưa biết cái chi phí nó như thế nào. Và có lẽ như anh phát hiện ra một cái điểm là anh nói bởi vì là chất lượng sơn nó không đảm bảo. Và do vậy anh đi tìm một cái công nghệ, đi tìm một cái sản xuất mà anh cho rằng là ứng dụng công nghệ 4.0 sẽ giải quyết vấn đề chất lượng. Do vậy anh sẽ chiếm lĩnh được thị trường. Thị trường sơn không phải là miền Trung mà cả nước này có nhiều hãng sơn lắm, công nghệ nó cũng hiện đại lắm, chất lượng tôi nghĩ chắc cũng không phải thua kém đâu. Nhưng mà anh đang nhắm vào vấn đề anh giải quyết vấn đề chất lượng để anh win ở thị trường, thì liệu đó có phải là đúng không? Nhất thì là bản thân tôi từ là một người là làm kinh doanh sale giống như anh Việt đã chia sẻ là hơn gần 10 năm trong cái khu vực là miền Trung, và tôi nhìn nhận được cái về tất cả góc cạnh của là người mua hàng, nhà phân phối và đơn vị sản xuất. Sau một thời gian thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều cả cái vai trò quản lý của một tập đoàn bảo hiểm. Thì tôi thấy được những cái kiến thức cũng như mối quan hệ, và tôi nhìn ra được cái yếu tố và để tôi trở thành là một trong những là đơn vị để mà mình kinh doanh, mình mở ra doanh nghiệp. Sản phẩm sơn là một sản phẩm cực kỳ là năng động và hiện nay là cũng cạnh tranh cũng rất là khốc liệt. Và tôi nghĩ rằng đó là một sân chơi mà tôi muốn khám phá. Từ đó tôi đóng một vai trò là làm giám đốc của một chi nhánh sơn ở miền Trung, là tôi làm điều hành toàn bộ từ việc là lo cả cái chi phí nhân công, nhân viên, rồi đến là vận chuyển, đến là chính sách bán hàng. Thì tôi đã làm suốt là 3 năm với vai trò là chi nhánh độc lập về tất cả các cái tài chính cùng các chính sách cơ chế. Thì thông qua cái độc lập đó thì tôi cũng giống như một cái đơn vị công ty sản xuất là chỉ có việc không liên quan đến vấn đề nguyên liệu và công nghệ thôi, và sản xuất thôi. Thì về cơ bản đó thì tôi đã nhìn nhận được 3 năm đó thì tôi nghĩ rằng là hiện nay ngành sơn có rất nhiều điểm huyệt và tôi bắt buộc phải là khai phá và tôi cải tiến. Điểm thứ nhất là về chất lượng thì hầu như các thương hiệu sơn nổi tiếng thì chất lượng rất tốt, nhưng mà nó sẽ là không ổn định. Nó không phải chỉ nguyên liệu và công nghệ mới cho ra sản phẩm chất lượng. Và hiện nay sơn nó còn nhiều yếu tố nữa. Và thứ ba nữa là quy trình thi công. Điểm thứ hai đó là cái dịch vụ. Dịch vụ khi khách hàng họ mong muốn có một cái hãng sơn cung ứng cho họ để đáp ứng cho họ khi về một công trình mới, nhà mới. Nhưng mà sự cái dịch vụ đó nó không đáp ứng được cho khách hàng và họ phải chờ đợi và tạo ra cái bức xúc. Điểm huyệt thứ ba đó là về chính sách là bán hàng và marketing. Xuất phát từ những điểm huyệt đó
và cùng với rất nhiều điểm huyệt nhỏ khác nữa thì tôi mới nghĩ ra rằng là chỉ có là dùng công nghệ ứng dụng vào số hóa. Hay quá. Hay. Bây giờ đấy anh Robert thấy không? Cái gọi là cái yếu tố thành công then chốt á, nó nằm ở cái chỗ tôi nghĩ là anh có một cái cơ hội để anh biến cái công ty cũ anh làm á thành một cái phòng thí nghiệm. Đúng rồi. Và ông thí nghiệm 3 năm liền. Đúng không? Ông chắc tay rồi, ông ra ông đúng làm thì ông chắc thẳng đúng rồi. Còn không thì ông bỏ tiền ra ngay từ đầu á. Đúng chưa rồi. Chắc bây giờ ông chưa ngồi chắc đây. Đã thành công. Nhưng coi lại câu chuyện rằng là những cái anh làm, những doanh nghiệp lớn người ta cũng biết làm. Vậy thì điều gì là điều cho chúng tôi ở đây một cái bài học gì là cái gì là cái mà khác biệt của anh để mà anh có thể cạnh tranh được với lại những cái đối thủ mà đang nằm ở thị trường Việt Nam của mình, những tập đoàn rất là lớn hoặc là có những công doanh nghiệp Việt Nam rất là lớn luôn. Nhất là khi tôi tìm hiểu về cái lĩnh vực sơn và để đưa ra sản xuất thì cách đây khoảng tầm 2 năm. Khi đó thì tôi cũng đang tìm tòi các cái đơn vị về các cái công ty chuyên về tư vấn quy trình cũng như là các cái công ty về phần mềm để viết phần mềm. Thì thực sự là khi đó tôi cũng đang hoang mang về vấn đề nên chọn theo hướng là sản xuất truyền thống hay là mình áp dụng ngay vào công nghệ luôn. Vì hiện nay chúng ta hãy bàn tán với nhau, hãy chia sẻ với nhau về công nghệ 4.0. Nhưng thực sự để một doanh nghiệp mà áp dụng nó là cái gì? 4.0 đúng nghĩa thì thực sự không phải là dễ. Các tập đoàn lớn hiện nay đã làm truyền thống từ trước đến nay rồi. Bây giờ để xây dựng lại từ đầu, thực sự họ mất thời gian rất lớn và họ phải thay đổi toàn bộ từ hệ thống nhà máy đến hệ thống phân phối và đến là các đối tác. Hay thì quá. Tôi đã chuẩn bị từ cách đây 2 năm rồi. Thì thực sự đã đến bây giờ thì là chưa đưa ra chiến dịch marketing nhưng mà hiện nay rất nhiều các đối tác họ biết thì họ đã chủ động gọi điện để là xin được là làm đối tác. Cái tôi thấy là rất là logic anh Robert ạ. Vấn đề mà tôi băn khoăn nữa đó mà các doanh nghiệp startup sau khi mà nó có những cái lý do như vậy rồi để cho mình bắt đầu cuộc chơi rồi thì tôi thấy anh đầu tư vào công nghệ đúng không, cũng làm nhà xưởng lớn. Thế thì cái giải pháp về vốn trong cái bối cảnh đó anh làm như thế nào? Làm anh sao anh có ai vốn? Có bố hay có mẹ có ai bỏ tiền cho anh làm không? Đối với vốn tôi huy động rất nhiều nguồn lực. Thứ nhất là nguồn lực từ là bản thân tôi và gia đình. Thứ hai thì có một số cổ đông lớn. Khi tôi đưa ra những ý tưởng và phác thảo một cái kế hoạch kinh doanh dài hạn thì họ sẵn sàng đầu tư. Và cái chuyện đầu tư này thì thực sự đó với một cái hướng là chuẩn bị sẵn sàng vốn. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng tôi làm theo là từng giai đoạn. Hiện nay tôi sẽ là triển khai chiến lược là năm đầu tiên tôi sẽ triển khai ở khu vực miền Trung. Nơi đó là sân chơi mà tôi có lợi thế. Về hiện nay tôi đã có là 20 năm làm thị trường đó. Và tôi sẽ là làm tốt thị trường miền Trung và tôi vận hành cái 4.0 và các quy trình. Làm sao để là tất cả bộ phận nó phải nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó thì tôi cũng duy trì được cái câu chuyện là kinh doanh của tôi. Đặc biệt hiện nay tôi có doanh nghiệp là chi nhánh sơn của một đơn vị khác thì tôi đang duy trì để tạo ra nguồn lực. Bên cạnh đó tôi cũng có một doanh nghiệp bên chỗ là bảo hiểm. Thì tôi lấy hai nguồn lực đó nửa tôi cùng để xây dựng khu vực miền Trung. Và dự kiến là quý 3 và quý 4 thì tôi sẽ tập trung ra khu vực phía Bắc. Và dự kiến là cuối năm và 2021 thì tôi bắt đầu đánh khu vực là miền Trung Tây Nguyên và miền Nam. Thì mình chia ra nhiều giai đoạn vậy thì mình sẽ là giảm bớt các chi phí. Tôi thấy các cái startup ấy, ban đầu cái người mà startup người ta có idea, người ta business model ok lắm rồi. Bắt đầu người ta mới thiếu vốn, người ta mới gọi một vài anh em vào làm. Ban đầu làm thì ok lắm, nhưng mà một thời gian thôi, thì bắt đầu làm được rồi thì nó phát sinh ra những cái mâu thuẫn, vấn đề liên quan đến lợi ích, vấn đề liên quan đến tầm nhìn, vấn đề liên quan đến khách hàng mà tôi đã từng chứng kiến. Các bạn thân tôi nữa, đó, lúc mình không có ý đó, nhưng mà lúc vợ mình nó có ý đó. Mà tiền nhà mình đóng đó vào anh ơi, anh phải coi đi, ông đó nó mua một chiếc xe mẹt rồi, tại sao anh không mua chiếc xe mẹt? Thì anh có gặp trường hợp đó không? Thực sự là bản thân tôi làm doanh nghiệp cũng khá lâu và tôi cũng là làm công ty cổ phần cũng rất nhiều rồi. Thì tôi cũng có rất nhiều cổ đông đã cùng chung vốn với tôi. Thực sự là để có một cái mâu thuẫn giữa các cổ đông với nhau á, là do chúng ta đưa ra cái luật chơi với nhau nó không rõ ràng. Và thứ nhất là chúng ta không có một bên thứ ba đứng ra để là làm tư vấn và thực sự là giải quyết tất cả câu chuyện liên quan đến quá trình góp vốn cũng như tất cả các cái vấn đề mà các cổ đông được hưởng lợi cũng như trách nhiệm của cổ đông. Nó phải rõ ràng. Và từ cái rõ ràng đó thì chúng ta tuân thủ. Và tôi cũng thông qua các cổ đông đó cũng áp dụng vào số hóa. Cũng không phải là bằng thủ công nữa. Và hầu như các cổ đông cũng có vấn đề gì mà phiền hà. Khi mà nó cực kỳ là minh bạch. Và các đơn vị liên quan tài chính thì tôi cũng thuê đơn vị tài chính riêng độc lập. Rất là phù hợp. Tôi thêm một điểm thôi, đó là cái sự chính trực và của cái người mà đứng đầu sáng lập thì điều rất là quan trọng. Vì họ là một cái điểm tấm điểm để cho mọi người khác quay xung quanh. Khi có vấn đề gì xảy ra, người ta nhìn vào chỗ đó. Chính cái sự lung lay
không rõ ràng, không minh bạch, không chính trực của cái người đứng đầu, nó làm cho cái bên dưới người ta sinh ra nhiều thứ. Do vậy tôi nghĩ ở đây anh không nói ra, anh không muốn phô trương thôi. Nhưng mà anh có cái gì đó để người ta tin, cái niềm tin vào anh mà nó giải quyết tất cả ngày khác. Cái đó tôi từng trải giá và tôi khuyên anh ở chỗ đó. Quay trở ngược trở lại thì như vậy ok, business model xong rồi, cơ hội xong rồi, vốn coi như anh giải quyết được rồi, cổ đông ok, rồi còn con người sao? Bổ đâu con người, tại sao người ta phải gắn bó với anh? Tại sao người ta phải đưa trí tuệ của anh, công nghệ 4.0 nó đòi hỏi nhiều thứ lắm. Nó hỏi nguồn lực, nó hỏi trí tuệ. Nói về nhân sự thì là bản thân chúng tôi cũng đã lên một cái kịch bản với quan chiến sự. Cái nhận thức và cái mức độ là trí thức của ngành sớm nó thấp, hầu như xuất phát từ thầu thờ, rồi sau lên làm nhà phân phối, rồi sau có cơ hội để mở rộng ra. Bản thân tôi là người đi ngang, nhưng mà hầu như đại đa số là vậy. Thì bây giờ là đối với kinh doanh sale ngành sớm cũng vậy, cũng rất là cạnh tranh và khốc liệt. Thì bản thân công ty chúng tôi cũng đã đưa ra một chiến lược liên quan đến tuyển dụng và đào tạo hẳn nguyên một cái bộ phận nhân sự. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã triển khai cách đây 2 tháng. Thì cách triển khai của chúng tôi cũng áp dụng công nghệ và chúng tôi lại tạo ra cái phễu để tuyển dụng bằng các câu hỏi dẫn dắt họ, bằng những cái hỏi tư duy, hỏi kỹ năng. Sau cái câu hỏi đó, các nhân sự ứng tuyển vào á, thì họ phải là điền tất cả câu hỏi đó thì mới vào đến cái phễu của chúng tôi. Khi vào đến phễu thứ hai thì chúng tôi bắt đầu mới phỏng vấn tuyển chọn. Thì khi đó chúng ta sẽ không mất nhiều quá thời gian đối với những nhân sự không chất lượng. Cái thứ ba nữa thì chúng tôi sẽ sử dụng một cái đòn bẩy nữa, đó là cộng tác viên. Sử dụng cộng tác viên thông qua app và tất cả của các cộng tác viên hiện nay là sale thị trường của các hãng, là các đơn vị thầu thờ, các đơn vị chủ thầu, đơn vị thiết kế, tất cả là cộng tác viên. Nhưng mà họ trước đây họ thì giúp bằng các cái mối quan hệ thân thiết thôi. Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ đưa vào họ vào một là sân chơi, đó là cộng tác của chúng tôi, giống hay như đơn vị cấp 2 nhưng cộng tác viên. Và họ sẽ trực tiếp là người mang cả thông tin và cả công trình về cho nhà phân phối tại cái địa phương đó và giúp cho cái lượng hàng tồn phải bán ra cho nhà phân phối đó. Qua cái chia sẻ của anh thì tôi thấy được rằng là anh áp dụng được từ những cái ngành mà anh làm khác, ví dụ ngành bảo hiểm hoặc là những cái ngành khác mà anh làm trước đây, anh học hỏi anh áp dụng vô, điều đó rất là tốt. Nhưng câu hỏi của anh Việt rất là hay ở một chỗ, anh Việt xoáy sâu vào là trong cái khâu mà sản xuất đó, thì chắc chắn trong cái khâu sản xuất nó phải có những cái know-how của cái việc sản xuất sơn. Là một cái người không phải là sản xuất trước đây thì làm sao anh vào và anh có thể làm được cái công việc của một cái người sản xuất trong cái ngành này nó nhanh nhất? Bản thân tôi thì có một quan điểm rất rõ ràng. Nếu như khả năng mình không làm được thì mình thuê và mình sẽ mời những cái người mà thực sự họ có chuyên môn về những lĩnh vực đó. Thì hiện tại bây giờ thì ở tại nhà máy tôi thì tôi có thuê một giám đốc sản xuất. Làm sao anh mời được? Cái này thì là không phải mời mà đây là một cổ đông mà họ sẽ là gắn kết vào đó để cùng nhau là phát triển. Tức là người tức là anh thấy người này có tài, xong rồi anh mời người ta, rồi anh nói thôi anh tham gia đi thì tham gia cổ đông phần, cùng cổ phần, hay là người ta cổ đông từ đầu? Thứ nhất là cái bản thân mà cổ đông này là thực sự là cũng đã có sự là tương tác từ đầu. Và thực sự là hai bên cũng đã cân với nhau, chạm đến cái điểm chạm với nhau để cùng nhau phát triển lâu dài. Tất nhiên là còn rất nhiều yếu tố là không phải là họ chỉ giỏi về chuyên môn trước đây mà nó phải phù hợp với mình. Và bên cạnh đó mình cũng có những cái là tư duy tính toán của mình để làm sao nó đi theo cái mạch của mình, theo cái công nghệ mà mình đang áp dụng nữa, không phải là chỉ chuyên môn. Tôi thấy tâm đắc và những cái thành công của anh đến ngày hôm nay theo góc độ của chúng tôi đó, những cái chuyên gia chúng tôi thấy rằng rất là logic và cái hàm lượng ấy, mà may mắn của anh nó thấp, nhưng mà cái hàm lượng về kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết anh nó cao. Đó là cái doanh nghiệp, các startup đang cần. Thế hệ tôi là thế hệ 6X mà tôi ngồi tôi xem chương trình này, tôi sẽ ngưỡng mộ anh lắm. Khi mà tôi ngưỡng mộ như vậy thì tôi sẽ đặt lại câu hỏi rằng là vậy thì bây giờ nếu mình muốn áp dụng công nghệ vào và mình làm cho cái công ty mà được gọi là traditional, tức là một cái mà rất là làm từ xưa đến giờ như vậy, bây giờ tôi làm cho nó số hóa từng bước một, thì theo anh sẽ có lời khuyên gì? Để nói số hóa về 4.0 thì mình nghĩ nó xa vời quá, nó viển vông. Nhưng thực sự á, là bản thân tôi nghĩ rằng là mình chỉ cần là viết ra các cái quy trình của từng bộ phận, từng cái nhiệm vụ. Tức là tôi ví dụ là giả sử như là bộ phận kế toán của tôi có thể viết là quy trình của họ, mô tả công việc của họ. Và thực sự là giữa nhân sự của mình với mình đã thỏa thuận trước rồi. Bây giờ tôi tuyển anh vào với vị trí là marketing hoặc là kế toán. Thì nhiệm vụ của anh, một là hai là và liệt kê toàn bộ những cái rất nhỏ nhất và sau đó đưa vào. Thì không phải áp dụng ngay là nó sẽ là thành công luôn và hoàn hảo ngay, mà chúng ta phải sửa. Và hiện nay thì cái nhu cầu cũng như cái quy mô của họ hiện nay ở chỗ nào, và thực sự là họ có mong muốn, là người đứng đâu có mong muốn để
áp dụng công nghệ không? Cái này tôi rất là đồng ý với anh á, tại vì có rất là nhiều trường hợp cách đây khoảng 5 năm anh Việt nhỉ, có rất là nhiều chủ doanh nghiệp lớn về lúc nào cũng nói là ERP, lúc nào cũng nói là phần mềm này, phần mềm kia, nhưng bản thân của ổng á, trong cái suy nghĩ của ổng á, đâu có muốn thay đổi đâu. Đúng rồi. Và nó bị complain rất là nhiều, nhưng mà khi mà áp dụng những cái công nghệ này vào thì lợi nhuận chắc chắn phải đạt được tốt hơn là nếu như mà làm cái phần mà traditional. Vậy thì lợi nhuận của anh sau khi anh áp dụng rồi thì nó tăng được bao nhiêu phần trăm ạ? Mình chỉ so sánh với công ty cũ của tôi thôi. Thì là bình thường tôi đã đầu tư cái bộ phận nhân sự ở khu vực miền Trung với công ty cũ của tôi á, là chiếm khoảng đâu đó khoảng tầm là 10 đến 12%. Nhưng mà đối với khi áp dụng công nghệ vào á thì tôi chỉ sử dụng được khoảng một nửa thôi đối với nhân sự. Tiết kiệm được cái đó. Chứ chưa nói vấn đề là marketing, chưa nói cái khâu đoàn sản xuất, chưa nói khâu đoàn vận chuyển, tất cả mọi cái. Còn lại thì khi mà vận hành để mà theo dõi được cái tiết kiệm với nhiên liệu, chắc chắn là nó sẽ tiết kiệm. Thì ý của tôi nói rằng là trong quá trình mình triển khai vận hành á thì mình phải cải tiến và mình thấy được là mình phải tiết giảm được cái nào nữa. Tôi hỏi thêm một câu về tương lai. Anh nghĩ bây giờ anh đang chiến đấu với một cái vũ khí, đó là vũ khí về công nghệ. Anh nghĩ cái vũ khí đó nó tiếp tục sắc bén cho anh trong 5 năm, 10 năm đến không? Đối với tôi thì tôi sẽ không quan tâm quá nhiều đối thủ của mình nó đi theo cái công nghệ của mình hay không. Và tôi quan tâm nhất là khi tôi là tiên phong trong vấn đề công nghệ thì đã khi công nghệ thì mình đã số hóa và mình đã tiết giảm chi phí và mình đã đưa ra những sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý. Thì bản thân tôi sẽ tâm huyết và cháu chuột vào công việc của tôi. Tôi nhớ hồi này anh Tùng ở CEO Đồng Hành, anh có nói một cái yếu tố, trong ba yếu tố để giúp cho anh vấn đề sản xuất rồi phân phối rồi cái sáng tạo và cái thương hiệu. Hồi nãy anh nói rằng là bây giờ anh đang có lợi thế và anh sẽ tiếp tục anh chăm chút nó để anh tiết kiệm hơn, anh cải tiến nó để ngày càng phù hợp hơn. Đó là công việc thường ngày của một người làm công tác quản trị. Nếu chúng ta không làm điều đó chúng ta chết là chắc. Nhưng mà cái điều để tạo cho anh một cái vũ khí mà nó sắc bén hơn để anh chiến đấu, đó là sự sáng tạo. Chính cái sự sáng tạo của anh nó tạo ra công ty ngày hôm nay. Công ty anh tương lai có phát triển hay không phụ thuộc vào cái sự sáng tạo. Đâu là cánh cửa cho cái vấn đề sáng tạo tiếp theo? Tôi nghĩ lúc này anh phải cần phải nghĩ tới. Và anh cần phải đầu tư cho nó. Tôi cảm giác như anh đang phải say sưa với 4.0 của anh. Và anh đang giành được chiến thắng. Tôi cho rằng là chiến thắng trong ngắn hạn. Đúng không? Như vậy cái phần sáng tạo ở đâu? Tôi tin rằng để mà tiếp tục phát triển, tiếp tục tăng trưởng, chắc chắn mình phải có những vũ khí trong tương lai. Đúng rồi. Và ngay từ bây giờ mình phải nghĩ chuyện đó. 25 năm mà đi làm, tôi cũng có rất là nhiều đồng nghiệp đứng ra làm riêng. Mà đặc biệt là anh em sale và anh em thị trường. Tại sao thế? Bởi vì đó là những người, con người thường là nhanh nhạy. Họ hiểu biết khách hàng. Và tư duy của họ là tư duy làm sao mà nó kiếm tiền. Và đa phần là tổ chức cảm giác tiền của họ là tốt. Thế thì tôi thấy là cũng từ những cái đồng nghiệp của tôi, từ chính công ty của tôi, và có những người bạn ở những công ty khác, thì từ sale nó chuyển sang làm startup á. Nó có những người thất bại, nhưng mà tôi thấy cũng giống như thống kê gì đó, thống kê hiện nay bình quân chung gì đó khoảng 90%, 95% là thất bại. Thế thì tôi quan sát thì tôi thấy họ thường vấp sai lầm như này. Cái điểm đầu tiên nhìn rất rõ thì hồi nãy các bạn CEO Đồng Hành cũng có đề cập, đó là một cái tư duy của một người sale, một cái người làm một function, một chức năng nào đó khác hoàn toàn là một cái tư duy của một CEO. Tôi thường nói rằng hãy phân biệt một người phó tổng phụ trách sale và một người bán bún. Một người bán bún là có một tư duy của một CEO, tức là họ tư duy cross function, tức là họ tư duy từ đầu vào đầu ra, làm sao thêm mắm thêm muối thêm mắm. Còn cái người sale á, bán thôi, bán chỉ là một khâu thôi. Như vậy góc nhìn của họ đầu tiên là bị sai lầm chỗ đó. Họ nghĩ họ bán được hàng là họ làm được kinh doanh. No, còn nhiều thứ lắm. Một cái sai lầm thứ hai nữa là chi phí quá cao. Cái này là một bài học cách đây tuần trước, tôi ngồi đúc kết với một cái người đồng nghiệp rất thân cận của mình ở level cao, nắm hết know-how ngành hết, đứng ra làm đúng ngành đó nhưng mà thất bại. Và một trong những điểm rút ra hàng đầu là chi phí quá cao. Vì bản thân của ông sale á, ngày xưa ông làm đâu nghĩ gì chi phí đâu, ai cung cấp tiền mình không biết. Và họ lúc nào cũng muốn làm lớn, gặp bạn là bạn cứ luôn nói hôm nay em mở thêm thị trường này, ngày mai mở luôn thị trường kia, đủ thứ. Chả lúc nào bạn thấy được rằng bây giờ trong túi còn bao nhiêu tiền mà tồn tại được bao nhiêu ngày, lấy đâu ra trả lương, trong tiền nó như thế nào. Một cái điểm thứ ba nữa là tham vọng quá lớn. Cái này là hồi nãy tôi tâm đắc với chỗ anh Hiền. Đi chắc từng mình trúng đi. Mình yếu đứng ra gió. Sale tầm nhìn xa lắm. Lúc nào muốn làm gọi là nationwide.
Tôi thấy sale là global, phải khá tốt lắm anh. Oh, tầm nhìn ghê lắm. Muốn giống như đánh xong thị trường này là muốn bắt tiếp. Một cái điểm thứ tư đó là cái lồn xồn trong cái, xin lỗi, là cái đám cổ đông. Mình phải xử. Ồ. Bởi tính trước thì ban đầu anh em mình làm, anh em mình là dân sale mà. Đúng. Nó tổng lòng cởi mở lắm. Gặp thằng nào cũng bàn, cũng ủ mưu. Đến khi làm rất nhiều cổ đông. Và họ chưa ý thức đến công tác quản trị công ty. Tất cả những cổ đông đó họ đều có tiếng nói của họ. Và đến khi bắt đầu những cái quyết định của mình đưa ra thông thường là nếu họ nhân viên họ nghe rồi. Nhưng mà họ cổ đông họ không nghe. Là bắt đầu xin chuyển. Xin chuyển. Và đặc biệt cái doanh nghiệp khi mà mình khởi sự đòi họ những quyết định thậm chí rất nhanh và thậm chí năm ăn năm thua. Trong cái thời điểm bây giờ, trước đây khoảng 10 năm á, ở Việt Nam thì tôi thấy rằng là có rất là nhiều bạn mơ ước được vào làm trong những tập đoàn lớn. Bởi vì sao? Thu nhập tốt, được đào tạo tốt. Nhưng bây giờ câu chuyện thay đổi. Có những cái startup chỉ 3 năm, 5 năm mà nó đã phát triển cực kỳ mạnh. Thì đấy cũng là một cái lợi thế mà truyền thông của Việt Nam đưa ra là những cái quốc gia khởi nghiệp. Nhưng làm thì nó phải là đúng và làm theo đúng bài bản, chứ không phải là cứ thôi cứ bỏ học đi rồi ra làm là thành công. Thì tôi lại học được từ anh rằng là anh đã bỏ ra 3 năm để được học. Thì trong cái định hướng sắp tới của anh á, có cái gì là anh cảm thấy rằng là nó lăn tăn mà anh muốn hỏi thêm anh Việt và tôi không? Vì cái hay của chương trình CEO Chìa Khóa Thành Công của 2020 á, ngoài việc mà chúng tôi khai thác sâu trong những cái mà các anh chia sẻ, chúng tôi còn đứng trên góc độ là liệu chăng những người chuyên gia như chúng tôi ngồi ở đây có giúp gì được cho anh hay không? Và giúp cho anh cũng giống như giúp cho cộng đồng. Thực sự là bây giờ thì bản thân tôi cũng có rất nhiều cả cái băn khoăn. Hiện nay là với là 65% là các công ty nước ngoài chiếm thị phần Việt Nam, và mới 35% là trong nước. Trong nước, mà các công ty nước ngoài chỉ có khoảng tầm 4-5 công ty thôi, mà trong nước có đến 200 công ty. Thì bản thân tôi là người Việt Nam thì tôi cũng là khi đặt cái tên Viễn Mắc thì tôi cũng hướng đến là muốn đưa cái thương hiệu Việt Nam để đến với người dân Việt Nam đã trước. Thì liệu là trong cái cộng đồng của là doanh nghiệp Việt Nam, trong cộng đồng CEO Chìa Khóa Thành Công, và đặc biệt là trong là chuỗi tập đoàn của anh Việt, thì liệu là có cơ hội cho Viễn Mắc để là được tiếp cận, giới thiệu để mình trải nghiệm về cái sản phẩm của tôi hay không? Tôi không biết đến Viễn Mắc là cái gì. Trong lúc đó tôi là một đơn vị tiêu thụ rất lớn. Ngồi đây tôi còn không biết, đúng không? Vâng. Điều đó chứng tỏ là marketing anh làm đến cỡ nào. Vâng. Đúng rồi. Và cái thành công của anh xuất phát từ sale. Và một cái khoảng trống rất lớn của anh là marketing. Vì mình là doanh nghiệp nhỏ, tiền mình không nhiều, nên thành ra là anh sẽ chọn đối tượng để anh làm marketing trước. Hoặc là có phải chăng là anh sẽ chọn những cái doanh nghiệp là những cái household thôi, tức là hộ gia đình trước. Nó là một cái sản phẩm rất là mass, rất là nhiều. Còn nếu như mà anh vào trong những tập đoàn lớn, ví dụ như của bên anh Việt đi, thì đấy lại là những cái dự án, anh lại bán theo kiểu dự án. Nó bán theo dạng dự án, nó khác với lại bán theo dạng là B2C hoặc là B2B. Ngoài ra anh còn có những cái trăn trở gì khác nữa không? Từ khi tôi nhận làm một cái hàng sớm thì bản thân tôi đã xác định 5 năm thì tôi phải ra nhà máy và thương hiệu của tôi. Wow. Cũng đơn giản, tôi đã là sang là ngành sơn từ một cái ngành bảo hiểm mà tôi làm rất thành công. Và khi sang đây thì tôi tâm rằng tôi sẽ là triển khai trong vòng khoảng tầm 2 đến 3 năm. Về là đầu tư tại khu vực là ở Việt Nam, về là phủ sóng là phân phối toàn quốc. Sau 3 năm thì tôi cũng muốn tìm một con đường là mình có thể là đang tìm kiếm và hướng là mình sẽ là tìm con đường là mình có thể xuất giống như các công ty khác. Vì sơn thì nó cũng rất đơn giản, không phải giống như những máy nó không. Đấy. Thì liệu rằng thì bản thân tôi thì là thực sự là để am hiểu thị trường nước ngoài tôi cũng chưa thực sự là am hiểu. Thì thực sự là thông qua chương trình này, và đặc biệt hôm nay có anh Robert Trân á, anh có chia sẻ gì, có một lời khuyên gì cho tôi và những doanh nghiệp Việt Nam, khát vọng của người dân Việt Nam, không chỉ phục vụ ở người dân Việt Nam mà mong muốn là vươn ra ở những cái đất nước xung quanh chúng ta. Khi mà bạn đi qua một quốc gia nào thì cái đầu tiên vẫn là cái phân phối để tìm. Người Việt Nam của mình có một câu là rừng nào cọp đó. Đi đến thị trường nào hãy để lại cái phần mà cho người ta sống. Tại vì bạn vào mà bạn triệt tiêu người ta đi thì nó khuây là nó đập chết. Không chỉ doanh nghiệp nhỏ của anh mà là những ông to đã bị đi sai như vậy. Thì cái bước một đó là nếu có nhà phân phối nước ngoài nào mà họ đã làm Việt Nam, thuê họ làm miền Nam cho anh. Và qua cái đó là một cái uy tín để anh phát triển nó ra thị trường nước ngoài. Chứ còn bản thân anh mà bây giờ anh đem cái sản phẩm của anh đưa qua một nhà phân phối nước ngoài, chưa chắc người ta đã nhận nữa.
Không biết anh Việt là có cái chia sẻ gì? Cái đó rất là hay. Dạ. Yeah. Tôi nghĩ rất là hay. Yeah. Cái đó mà là một cách tôi gọi là một cái chiến thuật rất là khôn ngoan đó. Chứ còn không phải mơ ước thì là như thế. Vâng. Nhưng mà phải bắt tay từ những công việc cụ thể. Cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia cùng chương trình và chia sẻ. Và tôi nghĩ rằng là khán giả đang xem chương trình này là rất là thích thú cái câu chuyện này. Cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Yeah, ok. Đang làm kinh doanh, đang làm thương mại mà chuyển qua làm sản xuất thì liệu chăng có những cái rủi ro gì hay không? Và nếu thất bại thì chúng ta phải vượt qua như thế nào? Và nếu không muốn thất bại thì chúng ta phải chuẩn bị như thế nào? Nếu quý vị muốn chia sẻ quan điểm cá nhân hay muốn được trò chuyện với các nhân vật của chúng tôi, xin mời truy cập vào địa chỉ fanpage đang được hiển thị trên màn hình. Còn các doanh nhân, nếu anh chị muốn chia sẻ câu chuyện kinh doanh của mình tới mọi người, xin hãy gửi thư về cho chúng tôi tại địa chỉ chiaokhoathanhcong@hoanggia.com.vn hoặc gọi về số hotline 0981486868. Để xem lại chương trình, xin mời quý vị truy cập www.ceochiaokhoathanhcong.com hoặc kênh CEO Chìa Khóa Thành Công 2020 trên YouTube. Và câu chuyện tuần sau là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh ngay sau đây. Mạnh mẽ tự tin. Tôi đam mê kinh doanh, bước vào thương trường từ khi còn học đại học. Nhờ nhạy bén, tôi làm đâu trúng đó. Chính vì vậy, tôi sớm tự tin vào bản năng của mình. Đường xa dẫn bước. Năm 2011, tôi lập công ty thiết kế, thi công nội thất. Tiếp theo, tôi mở xưởng để chủ động sản xuất. Đầu năm 2014, tôi quyết định đánh vào phân khúc nội thất cao cấp, quyết tạo một bước đột phá cho doanh nghiệp. Chông gai cản lối. Tôi luôn phải nai lưng lấp đầy các lỗ hổng. Tôi làm không còn biết ngày đêm. Đúng vào giai đoạn khó khăn, căng thẳng nhất. Mất đi chỗ dựa chiến lược, tài chính quen thuộc. Tôi loay hoay vật vã. Tôi không còn tin vào bản năng kinh doanh của mình nữa. Đâu là chìa khóa thành công? Đón xem những câu chuyện thật vào lúc 9:45 Chủ nhật trên VTV1. Đó là toàn bộ chương trình ngày hôm nay của CEO Chìa Khóa Thành Công, những câu chuyện thật của Đài Truyền hình Việt Nam. Và tôi là Robert Trần. Xin chào và hẹn gặp lại.